Liên minh châu Âu, EU mới đây đã bày tỏ sự lo ngại về kế hoạch của Nga lập thêm một căn cứ hải quân ở Abkhazia, gia tăng sự kiểm soát Biển Đen. Kế hoạch của Hải quân Nga thành lập căn cứ hải quân mới của hạm đội Biển Đen Nga đóng tại vịnh Ochamchira ở Cộng hòa Abkhazia tự xưng, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Georgia được Nga bảo hộ sau cuộc chiến tranh năm ngày hay chiến tranh Nam Ossetia 2008 đã khiến các quan chức EU lo ngại nghiêm trọng. Một tuyên bố đặc biệt từ cơ quan báo chí đăng trên trang web của cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu, EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề Nga sẽ kiểm soát thêm một phần Biển Đen thông qua việc thiết lập thêm một căn cứ hải quân mới tại khu vực đông nam của Biển Đen. Cơ quan ngoại giao EU cho biết trong một tuyên bố là nếu Nga tiếp tục thực hiện các kế hoạch kể trên sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng và đe dọa ổn định trong khu vực Biển Đen vốn đang hết sức bất ổn, đặc biệt là Abkhazia từ khi ly khai đã nằm chắn lối ra Biển Đen của Georgia. Tài liệu được công bố nhắc lại rằng Liên minh châu Âu coi Abkhazia là một phần lãnh thổ của Georgia, Georgia và ủng hộ sự toàn vẹn của quốc gia này trong các loại hình biên giới được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, giới chính khách và các nhà chính trị Nga đã mỉa mai cái tiêu chuẩn kép này và đòi hỏi phương Tây phải chỉ ra nguyên nhân nào khiến các quan chức EU nhanh nhảu công nhận nền độc lập của Cộng hòa Kosovo tự xưng, phớt lờ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia. Trước đó, Tổng thống của Cộng hòa Abkhazia được một phần thế giới công nhận giống như Kosovo là ông Aslan Bania đã nói rằng một thỏa thuận về việc tạo ra một căn cứ lâu dài cho các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga ở vịnh Ochamchira ở Abkhazia đã được Moscow và Sukhumi ký kết. Hơn nữa, theo chính quyền địa phương, cảng đã sẵn sàng tiếp nhận các tàu quân sự của Nga. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Abkhazia, Ino Azimba nói với các phóng viên rằng việc thành lập một căn cứ hải quân cho hải quân Nga phù hợp với lợi ích của Abkhazia. Vùng nước của cảng Ochamchira là một công trình nhân tạo được xây dựng ở cửa sông Zhukmer và nối với Biển Đen bằng một con kênh. Cảng là một đầu mối hàng hải rất thuận tiện giao thông khi nó được kết nối với mạng lưới đường sắt chung của nước Cộng hòa và đường cao tốc. Vào thời Xô Viết, bến chở hàng của cảng có thể tiếp nhận các tàu tuần dương dự án 1.164/10.000 tấn, các tàu có lượng giãn nước lớn hơn neo đậu ở luồng đường ở lối vào vịnh. Từ năm 2000, vịnh Ochamchira đã được sử dụng để triển khai chung các tàu thuyền dân sự và tàu quân sự của Hải quân Abkhaz. Vào tháng 1 năm 2009, căn cứ được chuyển giao cho Nga để thành lập căn cứ cho tàu thuyền. Hiện có các tàu tuần tra và tàu bảo vệ bờ biển của Cục Biên giới Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đóng tại đây. Sau khi được các chuyên gia Nga nạo vét làm sạch vịnh cảng, khơi thông luồng lạch, cảng có thể tiếp nhận tàu có lượng giãn nước lên tới hàng chục nghìn tấn. Theo Giáo dục và Thời đại, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.